Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Hậu Hà Lan. Hôm nay mình và gia đình và những người bạn đi biển ở Rotterdam. Từ Rotterdam đến đây khoảng 20 cây số. Biển nơi này cũng đẹp, yên tĩnh. Đây là bãi với đậu xe. Phía sau mình là biển. Phía dưới đó là biển. Bãi đậu xe đây rộng ha. Bãi biển này chạy dài chắc cũng khoảng 7 cây số hơn. Bước lên nâng cấp lên là biển. Cũng sạch sẽ. Đây là biển đây. Mùa hè mà nắng nóng ở chỗ này chắc đông lắm á. Ở đây sạch sẽ ha, người ta đỡ thùng rác nè, quá trời thùng rác luôn. Đó, dọc theo bãi biển là trời này khoảng 24 độ C, cũng không nóng. Đây, căn lều nhỏ. Hãy
chết rồi, chết rồi. Đi Vi tới chơi con. Đi Vi tới chơi đi. Rồi, ấy từ. Rồi chạy vô con. Đi đi ha, đừng 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 đừng. Đừng đừng có chạy vô đi 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 đừng.